Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Đây là chiếc Vivo X80. Mình cảm thấy khá là hức bởi vì trước đây với X70 thì mình đã có trải nghiệm qua em nó một thời gian. Và mình thấy được là X70 mang lại cho mình một cái trải nghiệm tổng thể tương đối khá là ok, từ camera cho tới là hiệu năng. Và với cái thế hệ X80 lần này, đây là một cái phiên bản có một cái sự nâng cấp hơn so với thế hệ trước nè. Nâng cấp không chỉ về phần cứ linh kiện bên trong mà còn cả về tính năng nữa. Vậy thì X80 lần này có những gì? Hãy cùng mình vào bài nói chi tiết ngày hôm nay nha. Rồi, và trước khi bắt đầu video thì hiện tại chiếc Vivo X80 hiện đã được mở bán tại cửa hàng Thế Giới Di Động với hai màu, màu xanh và màu đen. Và nếu như mà các bạn nào muốn mua thì mình sẽ để đường link ở phía bên dưới cho các bạn tham khảo nha. Rồi, và ở video trên tay đợt trước thì mình đã có nhắc đến thì cái chiếc Vivo X80 lần này sẽ hướng tới những bạn gọi là thích photo nè, hoặc là thích chụp ảnh, hoặc là thích quay phim rồi quay vlog các thứ. Vì thế nên cái phiên bản Vivo X80 lần này có một cái sự nâng cấp lớn hơn về camera. Và đặc biệt cái mà mình muốn nói tới đây đó là sự kết hợp cùng với Zeiss. Thực ra thì cái sự kết hợp này cũng không có gì đặc biệt lắm, bởi vì Vivo đã hợp tác cùng với Zeiss từ những thế hệ trước như là X60 nè, hoặc là X70. Nhưng cái điểm đặc biệt của năm nay đó là chúng ta sẽ được tích hợp thêm một con chip, đó là Vivo V1 Plus nữa. Và con chip này nó sẽ đóng vai trò giúp cho chúng ta có thể quay phim cũng như là chụp ảnh thiếu sáng nè. Và đặc biệt sẽ là giúp cho giảm được điện năng tiêu thụ khi mà chúng ta sử dụng. Vậy thì kết quả như thế nào? Mình đã có được tới hơn 8 tiếng on screen liên tục chỉ với vi pin 4500 mAh, kinh khủng không? Các bạn có thể xem lại những bài đánh giá về pin trước đây của tụi mình thì hiếm có con nào có pin 4500 mà đổi lại được một cái thời lượng sử dụng tốt đến như vậy. Và nói về Zeiss thì tất nhiên là chiếc máy sẽ có nhiều những cái lợi thế khi mà có sự hợp tác này lẫn vi xử lý Vivo V1 Plus, đó là trong điều kiện thiếu sáng. Với tấm hình này mà mình chụp ở ngoài trời thì ánh sáng xử lý khá là mượt nè, không hề có hiện tượng bị lóa đèn được. Một phần đó là ở trên ống kính chúng ta sẽ có thêm một cái lớp phủ T-Star nữa. Và khi mà chụp lên thì nó sẽ mang lại chất lượng ảnh rõ nét nè, đầy đủ chi tiết. Thậm chí là kể cả những bức ảnh đầy đủ ánh sáng nè, mọi thứ từ quay chụp đều tuyệt vời. Với những cái hiệu ứng trước đây hợp tác với Zeiss đã có trên X70 thì năm nay chúng ta sẽ được bổ sung thêm tùy chọn như là mình sẽ demo cho các bạn xem ở đây. Đấy, khá là cinematic luôn. Và cái này cũng có áp dụng kể cả khi mà chúng ta quay video luôn. Khung hình cũng sẽ được kéo dài ra thành tỷ lệ 2:1:9 để phù hợp với hiệu ứng này. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm nhiều bộ lọc nè, cũng như các nút màu khác nhau để có thể add vào như là khi chúng ta chỉnh sửa ở trên máy tính. Và con chip V1 Plus này cũng thể hiện được sức mạnh của mình khi mà mình quay phim ở trong điều kiện 4K 60fps, đi bộ không bị rung lắc hay là giật lắc nào cả. Hình ảnh ánh sáng ở đây vô cùng là phức tạp nè, nhưng mà máy vẫn xử lý mượt mà. Thêm vào đó là chúng ta sẽ có chức năng ổn định video 360 độ có trên Vivo X80. Và đây cũng có thể được coi là một cái gimbal vậy. Khi mà mình xoay tròn điện thoại của mình nè, nhưng mà chiếc Vivo X80 vẫn giữ nguyên góc độ, không hề xê dịch một chút xíu nào cả. Còn với máy khác thì sẽ bị xoay. Ok, tóm còn lại thì Vivo họ đã đưa lên sản phẩm của mình gần như là full option, những thứ mạnh nhất nè, những thứ tốt nhất về chụp hình mà họ có thể làm được. Và mình nghĩ chiếc Vivo X80 lần này sẽ là một trong những chiếc máy thuộc top đầu về camera. Và nếu để có thể so sánh với những con máy khác cùng phân khúc giá nha, thì mình nghĩ là con này nó sẽ ngang bằng với những con như là Find 5 Pro nè, hoặc là SH2 Ultra. Nãy mình có nói về pin mà quên mất rằng là sạc cũng là một trong những điểm ấn tượng của mình trên chiếc Vivo X80 lần này. Với công suất sạc là 80W, các bạn chỉ cần mất 39 phút là có thể sạc đầy 100% pin, không cần phải tốn quá là nhiều thời gian. Rồi, vậy với 8 tiếng on screen thì mình đã có làm được những gì? Mình có chơi game nè, rồi mình lướt Facebook, rồi TikTok các thứ. Thì nói về game đi ha, thì với con chip Dimensity 9000, đây được coi là một con chip cạnh tranh trực tiếp với con chip là Snapdragon 8 Gen 1. Đây được coi là con chip mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Vậy thì với Dimensity 9000 lần này thì nó có gì mà lại được đánh giá cao đến như vậy? Thứ nhất là nó được sản xuất trên tiến trình chỉ có 4 nanomet mà thôi, với kiến trúc ARM V9 thế hệ mới nè. Thứ hai là mặc dù Dimensity 9000 và Snapdragon 8 Gen 1 đều sử dụng kiến trúc lõi 3 cụm như nhau, nhưng tần số của lõi 1 và lõi 2 của Dimensity 9000 lại cao hơn, vì thế nên hiệu suất của con chip mạnh hơn. Rồi, với những cái thay đổi như vậy đã góp phần giúp cho khả năng xử lý của Vivo X80 được tốt hơn nè. Chơi game thì không phải bàn, bởi vì hầu hết mọi thứ game nặng nhẹ khác nhau thì máy vẫn có thể cân được hết tất cả. Đặc biệt nha, là khả năng nhận diện vân tay con này cực kỳ là nhạy luôn. Nhận một phát là ăn luôn nè, không cần phải chỉnh lại tư thế. Và kể cả khi mà tay của chúng ta bị ướt đi thì vân tay vẫn có thể nhận được.
Rồi, và điểm cuối cùng mà mình cần phải nói tới đó là về màn hình. Thì con này nó mang lại cho mình một cái chất lượng hiển thị tương đối khá là ok nè, với 6,78 inch Full HD cộng AMOLED. Thực ra thì nó cũng không có đã lắm, bởi vì trên phiên bản Pro thì chúng ta sẽ có tới tận là 2K nè, và có thêm HDR10+ nữa. Nhưng mà nhìn chung quan lại thì con này trong tầm giá thì mình thấy là về trải nghiệm xem phim, về các thứ thì nó vẫn mang lại cho mình một cái trải nghiệm tương đối khá là ok nè. Và đặc biệt là con này còn có khả năng thay đổi tần số quét làm mới từ 120Hz xuống còn 10Hz. Thì điều này nó sẽ giúp cho máy có thể có khả năng tiết kiệm pin hơn nè. Và đây cũng là một phần giúp cho máy có được thời lượng sử dụng trâu đến như vậy. Rồi, và đó là tất cả những chia sẻ của mình về chiếc Vivo X80 lần này. Nhìn chung thì con máy này khá là đáng tiền, đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua. Và nếu như mà các bạn là một người thích chụp ảnh nè, thích quay phim, quay vlog các thứ, thì mình nghĩ Vivo X80 lần này sẽ là một sự lựa chọn khá là phù hợp. Rồi, và nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thế Giới Di Động nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.